Hai mọi người cùng mình xin khe nhẹ nhàng trước khi đi học nha. Sau khi vệ sinh cá nhân và rửa mặt xong thì mình dùng ngay toner để cấp ẩm cho da và để các bước tiếp theo dễ thẩm thấu hơn nè. Kế đến là mình dùng loại serum mà mình yêu thích nhất, mình sẽ gắn link bên dưới để mọi người dễ tìm hơn nha. Khi đi học thì không thể nào thiếu kem chống nắng đúng không mọi người? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một loại kem chống nắng mà mình mới vừa tạo được, mình cảm thấy rất là ưng bụng luôn. Đó chính là kem chống nắng Panobaki. Đây là một loại chống nắng vật lý của Hàn Quốc, giúp nâng tông da trắng hồng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái và thoáng mát trên da của mình. Em này hoàn toàn có thể thay thế cho lớp trang điểm mùa hè rất tiện lợi mà không lo da bị bóng dầu nè mọi người. Với chỉ số chống nắng SPF 50+, có thể cấp ẩm và chống nắng cả một ngày dài cho da mà không ngần ngại ánh nắng mặt trời. Em này cực dịu nhẹ luôn nha mọi người, phù hợp với tất cả các loại da từ da yếu, da khô đến da nhạy cảm. Dùng chống nắng xong rồi thì mình đến bước mascara nhẹ nhàng và một ít son, và sau đó là đi học thôi. Boy.